Xin chào mừng quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Tây Ninh chào xuân 2020. Mình Đức hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình đặc biệt này, chương trình chào xuân Canh Tí của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã nhận ra những địa danh nổi tiếng mà thân thuộc của vùng đất Tây Ninh đã xuất hiện trong đoạn phóng sự vừa rồi. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, trong buổi tối mùng 2 Tết này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong những chuyến du xuân của một những vị khách đặc biệt của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đầu tiên, một nhân vật rất nổi tiếng trong giới du lịch, Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt, ông Nguyễn Văn Mỹ. Xin chào Minh Đức. Và người thứ hai chắc cũng rất là quen thuộc với quý vị khán giả, nhất là những khán giả truyền hình theo dõi anh trên con đường sự nghiệp của mình, nghệ sĩ cải lương Hoàng Hải. Chào anh và tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, Minh Đức cũng rất là vui là vì đều đã từng có dịp làm việc hoặc là trải nghiệm trong cuộc sống cùng với cả anh Nguyễn Văn Mỹ và cả bạn Hoàng Hải. Cho nên là hy vọng câu chuyện đầu năm của chúng tôi ngày hôm nay thì nó không chỉ là câu chuyện về những chuyến du xuân với miền đất Tây Ninh và rộng hơn nữa, mà còn là câu chuyện của những người bạn lâu ngày rồi mới gặp lại nhau. Nhất là anh Mỹ, hình như gần 10 năm rồi mới gặp lại anh. Ngay lúc này đây, anh Mỹ, anh ấn tượng nhất với những gì mà anh đã trải nghiệm ở Tây Ninh ạ? Thật ra những cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem qua đài truyền hình thật ra chỉ nói được một phần nào của Tây Ninh thôi. Có những cái thứ mà hình ảnh không thể nói hết được. Và có thể nói nếu chịu khó tìm hiểu một chút thì Tây Ninh có rất nhiều cái nét dễ thương, cái nét hấp dẫn du khách hơn chúng ta tưởng, kể cả những người Tây Ninh. Đây, có một người Tây Ninh ngồi ngay ở đây đây. Hải, em cảm nhận như thế nào về những gì mà chúng ta vừa xem trên đó? Em biết được bao nhiêu những cái phong cảnh hay những cái câu chuyện, những cái sản vật trong cái đoạn clip đó? Có lẽ như nãy giờ là em là người thầm lặng nhất, bởi vì mình xem và hầu như là em chỉ biết một vài địa danh mà đặc trưng thôi, chứ còn một nhiều địa điểm nữa em chưa hề được đặt chân đến luôn á. Dạ, cho nên hôm nay chắc anh Mỹ ngồi kế đây thì chia sẻ chút xíu về miền đất Tây Ninh cho người Tây Ninh được nghe không ạ? Chúng ta thường là hay có cái cảm giác là mình thích những cái gì đấy xa xôi hay là, và nhiều khi chúng ta quên đi những cái rất là gần bên mình. Ngay cả gần đây rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mới ngỡ ngàng phát hiện ra đất nước mình có những cái địa danh rất là nổi tiếng, những cái địa điểm du lịch mà bao nhiêu người từ Nam Châu, từ ngôi sao Hollywood cho đến cả những hoàng gia nước ngoài cũng tìm đến. Trong khi mình thì cứ không hề biết đến và cứ mải mê đi tìm những cái phong cảnh ở đâu đâu ấy. Đấy, thì trở lại câu chuyện về Tây Ninh ấy, thì là một người, có thể là không phải là người con của Tây Ninh, nhưng hẳn là phải gắn bó với Tây Ninh rất nhiều. Nếu nhắc đến Tây Ninh ấy, thì ngay bây giờ anh sẽ nhớ đến những cái gì đầu tiên ạ? Có lẽ nói đến Tây Ninh thì không chỉ bản thân tôi, mà người Việt nhắc đến Tây Ninh là nhắc đến một cái biểu tượng có thể nói không thể thay thế, núi Bà Đen. Chúng ta không thể tưởng tượng được nếu Tây Ninh không có núi Bà Đen thì không biết thế nào. Có lẽ rằng là sẽ không còn là Tây Ninh nữa. Cái ngọn núi cao nhất Nam Bộ, nó có một cái chi tiết thú vị lắm, tức là chiều cao của núi Bà Đen là 986 m, bằng với cái chiều dài của cầu Sài Gòn. Và có thể nói núi Bà Đen không chỉ là thương hiệu quốc gia của Tây Ninh mà còn là đỉnh vị về du lịch. Từ Củ Chi chúng ta có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ xa, cách đó khoảng 40 cây. Từ Svay Rieng của Campuchia, trên đường từ Campuchia về Mộc Bài, chúng ta có thể thấy Tây Ninh cách đó 50 km. Giữa một cái cánh đồng bằng của Nam Bộ thì núi Bà Đen sừng sững như hình ảnh của một chiếc nón bài thơ đang úp lên cái đồng bằng, rất là dễ thương. Đấy, tức là rất là ấn tượng ngay đầu tiên khi qua những hình ảnh vừa rồi thì anh Mỹ đã chia sẻ ấn tượng lớn nhất của anh đối với Tây Ninh, và chắc rất nhiều người cũng vậy, đó là núi Bà Đen. Và Hoàng Hải thì đây, nhân nói về núi Bà Đen thì một biểu tượng của Tây Ninh đi. Hải có nhớ là mình đã đi núi Bà Đen bao nhiêu lần không? Dạ, nói về cái việc mà núi Bà Đen thì hầu như là em đi từ lúc nhỏ cho tới bây giờ luôn. Đó là một cái như một cái thường lệ, một thói quen luôn, cứ Tết là mình phải đi núi, bắt buộc luôn. Dạ. Cũng rất là hay, nó trở thành một cái gì đấy trong cái đời sống tinh thần thường ngày của người Tây Ninh rồi. Thì lát ở đây quý vị sẽ cùng nghe Minh Đức, anh Mỹ và Hoàng Hải cùng chia sẻ những trải nghiệm về du lịch ở miền đất Tây Ninh. Còn bây giờ thì trong không khí những ngày đầu xuân như thế này, chúng ta hãy cùng thử xem là với những ngày Tết như thế này chúng ta có những lựa chọn như thế nào trong một chuyến du xuân nhé. Vào dịp Tết Nguyên Đán những năm trở lại đây, lựa chọn cho ngày Tết của nhiều người đang trở nên đa dạng hơn. Đa phần mọi người lựa chọn về quê, về nhà đoàn tụ trải nghiệm cái Tết đầm ấm với những phong tục cổ truyền bên gia đình. Thế nhưng cũng có những người chọn trải nghiệm không khí Tết ở một địa danh mới lạ thay vì về quê. Nhiều người khác thì dành trọn dịp Tết để đi du lịch xa, coi như một kỳ nghỉ dưỡng để nạp thêm năng lượng cho một năm mới. Hoặc cũng có nhiều người vừa chọn lựa vui Tết tại gia đình, sau đó sẽ là du xuân tham gia các chuyến đi phượt, các tour du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch tâm linh đầu năm mới. Dù là lựa chọn gì thì cũng có thể thấy những xu hướng mới đang thay đổi cách mà người Việt trải nghiệm kỳ nghỉ Tết cổ truyền.
Đấy, thưa anh Mỹ và Hoàng Hải, bây giờ nhắc đến du xuân ấy, có thể nhiều người thấy nó cũng bình thường. Hầu hết chúng ta thấy là trước Tết nhiều ngày ấy, là nhiều người đã lên sẵn một kế hoạch cho những chuyến du xuân rồi. Nó khác với nhiều năm tháng trước đây, đi chơi xa nhà vào dịp Tết là một cái gì đấy rất là lớn lao, rất là quan trọng, thậm chí là nhiều người không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ thì theo đời sống nó thay đổi thì những cái khái niệm về du xuân có thể nó cũng đã khác. Thì anh ấy là người làm công tác du lịch, hẳn là phải phục vụ rất nhiều những chuyến du xuân. Thì anh thấy là cái xu hướng gọi là du xuân, chơi Tết bây giờ nó khác ngày xưa như thế nào? Trước đây thì người Việt có một cái văn hóa rất là dễ thương, đó là xuất hành đầu năm. Sau giao thừa thì bà con có thể đi lên chùa, viếng đền thờ danh nhân hoặc là đi lễ nhà thờ. Nhưng mà gần đây thì phát triển thêm, tức là kết hợp với đi du lịch. Và tôi nghĩ rằng là có thể là một trong ba. Trước đây thì chỉ đi lên về mặt tâm linh là thuần túy thôi. Và có thể có ẩm thực thì có thể là ẩm thực chay. Nhưng mà gần đây thì cái du xuân nó mở rộng cái khái niệm. Ngoài cái việc là tâm linh về mặt tinh thần thì nó còn trải nghiệm về ẩm thực, đặc biệt trải nghiệm về văn hóa lịch sử. Đấy, tức là anh đã chia sẻ những cái thay đổi trong cái xu hướng du xuân. Thế còn Hoàng Hải, là những người trẻ ngày hôm nay á, là những người mà thường rất là hăng hái trong những chuyến đi chơi ngày Tết. Đối với Hải thì trải nghiệm du xuân thường là như thế nào? Dạ, trải nghiệm du xuân của em rất là đơn giản. Mà em cũng không có khái niệm về du xuân nữa. Thì em cứ nghĩ là cứ đi Tết chơi. Là mình đi chơi. Tối giao thừa thì mình đi đúng 12 giờ. Rước ông bà xong. Rồi mẹ, anh, chị, em cùng nhau đi đến nhà của cô, chú, dì, cậu. Chúc Tết đầu năm. Đối với những người lớn thì người ta nghĩ đó là xong đất đầu năm gì đó. Còn đối với những trẻ em như em ngày trước thì đi nhận lì xì, cảm giác rất là sung sướng, gọi là du xuân đó. Nhận lì xì nhiều mới có cái tiền mà để mình đi du xuân chứ, đúng không anh? Mình đi núi Bà Đà, mình đi chùa, mình đi ăn uống thoải mái, đúng không? Tức là ngày trước ấy, chúng ta cũng nhớ là ngày trước cái chuyện là đi lại nó còn rất là khó khăn, cho nên là Tết là một cái dịp hiếm hoi để gia đình có thể đoàn tụ, cho nên là thường người ta sẽ tranh thủ ở nhà với người thân càng lâu càng tốt. Nhưng mà bây giờ ấy, với rất nhiều người ấy, thì thậm chí là sau giao thừa ấy, và thậm chí sau buổi sáng mùng 1 ấy, họ đã cảm thấy là không biết phải làm gì rồi, và không muốn ở nhà rồi, là cuồng chân cuồng tay là muốn đi rồi. Thì anh Mỹ thì chia sẻ thêm là từ những câu chuyện du xuân như thế thì anh chứng kiến được những cái lần đón Tết trên những cái nẻo đường du lịch ấy, của anh và của những du khách của anh nó thú vị như thế nào. Với những anh em mà làm nghề du lịch như chúng tôi thì gần như không có khái niệm đón Tết đâu. Chủ yếu là may mắn là được đón giao thừa với gia đình, sau đó là cùng với là du khách có mặt trên từng cây số, tức là đi khắp nơi. Và cái du lịch đầu năm nó luôn luôn gắn với lại cái tâm linh, cái văn hóa lịch sử, khác với những cái du lịch bình thường chỉ thuần túy là nghỉ dưỡng hoặc là trải nghiệm. Và có lẽ Hải sẽ không cần phải đón Tết xa nhà, tại vì Tây Ninh sẽ là một nơi trở thành điểm hẹn cho những chuyến du xuân trong câu chuyện tiếp theo của chúng ta sau đây. Mời quý vị cùng xem những hình ảnh cho thấy Tây Ninh xứng đáng là điểm hẹn mùa xuân như thế nào. Năm nay, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có nhiều sự thay đổi đáng kể. Nhiều công trình hạng mục mới được xây dựng để phục vụ khách tham quan du lịch vào dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh, ngoài cảnh đẹp hữu tình, đây còn là nơi mang tính tâm linh với những câu chuyện đầy huyền bí về Bà Đen mà đến ngày hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử. Thì hàng năm cứ đúng vào mùng 1 này là gia đình em là cứ tới đây để cúng bà này nọ. Rồi cảnh quan du lịch thì ở đây mỗi năm thì nó cứ phát triển. Đây là cũng như là một cái nét đẹp, với lại cái phong tục của mình phải cũng gắn kết theo hàng năm vậy thôi. 제 이름은 우예슬이고요. 저는 한국에서 Tôi tên Un Jensen. Hôm nay tôi đến đây thấy khu du lịch ở đây rất là đẹp, có rất đông khách du lịch đến đây tham quan, không khí rất là mát mẻ, vui vẻ. Xin cảm ơn. Là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh, tòa thánh Cao Đại Tây Ninh còn níu chân du khách gần xa bằng kiến trúc độc đáo và những lễ hội đặc sắc của mình, như đại lễ vía Đức Chí Tôn vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch, hội yến Kiêu Trì Cung vào ngày 14-15 tháng 8 âm lịch. Vào những ngày lễ này, có hàng trăm ngàn tín đồ và du khách từ khắp các nơi trong nước nô nức về đây tham dự, sau đó tham quan những di tích danh thắng nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh. Và đây còn là nơi được các bạn trẻ lưu giữ những bức ảnh đẹp trước thềm năm mới.
Thì lâu quá, từ nào giờ là cũng ở đây là đẹp, là cứ chọn lên đây không à, ở đâu cũng chọn lên đây không à. Tham quan thì thấy không khí thì mát, mẻ, sạch sẽ, đẹp. Kiểu như đây là phong cảnh đây thì đẹp, bởi vì ai cũng thích lên đây hết. Hôm nay là ngày đầu năm nên nghỉ á, nên anh em với lại bạn bè kéo nhau đây. Nghe nói thì ở đây thì đẹp, với lại khung cảnh đẹp, nhiều khách tham quan lại đây đông á chị, nên anh em có muốn lên đây thử cảm giác với lại chụp được ảnh lưu niệm này nọ về đây đầu năm. Em nhận thấy cái khung cảnh ở đây như thế nào, có đẹp không? Đẹp, mát mẻ chị, lại mát thoải mái. Rồi trong thời gian tới em có dự định ở đây nữa không? Dạ chắc có, nếu có thời gian rảnh thì tụi em sẽ lên đây thường xuyên. Tại lâu lâu thì mới có nghỉ hoặc chủ nhật hoặc là lễ mới lên đây được thôi, chứ ngày thường không lên. Thì ngoài địa điểm tham quan là tòa thánh Tây Ninh thì tụi em dự định sẽ đi tham quan đâu nữa? Em sẽ lên. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh và qua đó Tây Ninh thực sự xứng đáng là một điểm hẹn du xuân của quý vị. Và chúng ta đang trong những ngày tháng riêng là tháng ăn chơi, câu ca từ ngàn xưa rồi. Và đến bây giờ nhiều người càng ngày càng thấy câu đấy đúng. Tại vì cuộc sống nó đã đủ đầy hơn để chúng ta có thể thực sự sống một tháng riêng đúng nghĩa là tháng ăn chơi. Thì từ những trải nghiệm trên những cung đường du xuân của mình, anh nhận thấy rằng là trước đây á, những cái chuyến du lịch tháng trong tháng riêng ấy, nó có những cái gì thú vị đối với công ty Lửa Việt cũng như những du khách của mình? Mùa Tết là cái mùa cao điểm của du lịch, chứ không riêng gì công ty Lửa Việt đâu. Và như vậy thì anh em sẽ nỗ lực tối đa và đáp ứng tất cả những cái mong muốn của du khách. Ở đây du xuân chúng ta cũng nên nhấn mạnh là không phải chỉ đi với công ty du lịch, chúng ta có thể tự đi. Lâu nay người ta cứ tưởng là phía Bắc mới nhiều lễ hội. Nhưng mà có một chi tiết nha, lễ hội du xuân Bà Đen là lễ hội khai mạc sớm nhất. Mùng 2 là khai trương rồi, trong khi một số nơi ở phía ngoài, ví dụ như lễ hội Đống Đa ở Hà Nội thì phải mùng 4, mùng 5. Cho nên là mà các lễ hội khác có khi nó chỉ thuần túy về tâm linh, kể cả phía Nam như là Miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang hoặc là Chùa Bà ở Bình Dương. Thì Tây Ninh là có cả tâm linh, nó cả ẩm thực và nó cả văn hóa, và không chỉ thờ Phật mà là thờ mẫu. Cho nên là nó có những cái đặc thù mà tôi nghĩ rất, nếu chúng ta đi sâu một chút thì sẽ rất là thú vị. Chúng ta hãy khoanh vùng lại đi. Vì nãy giờ anh nhắc rất nhiều đến núi Bà Đen, có vẻ anh rất là tâm đắc ở với cái nơi này. Thì theo anh ấy, trong những ngày xuân như thế này, ở góc độ là một điểm hẹn về mùa xuân, một điểm hẹn du xuân ấy, thì núi Bà Đen có một cái ý nghĩa như thế nào? Có rất nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một cái chút là về cái tục thờ mẫu từ núi Bà Đen nói riêng và của Nam Bộ nói chung. Khác với cái thờ mẫu của phía Bắc, nó thuần Việt và nó mang cái thống nhất và có vẻ, xin lỗi là cái mức độ nó cao hơn. Thì cái tục thờ mẫu ở Nam Bộ là nó giao thoa cái văn hóa không chỉ người Việt mà nó còn người Khmer, người Hoa, người Chăm. Nó có những cái nét văn hóa rất đặc thù, tức là gì, phá cách, và nó thông thoáng, nó gắn với cuộc sống bình thường của người dân. Cho nên là ví dụ như là có Bà Đen ở Tây Ninh, Bà Chúa Xứ ở An Giang, rồi Bà Ngũ Hành, tức là những cái người mà có thể nói là từ dân gian đi ra rất là gần gũi. Và ngoài cái thờ mẫu của Bà Đen thì ở trên núi Bà Đen nó cũng có thờ Phật. Một cái chi tiết nữa đó là văn hóa người Việt gắn với mẫu, vì cái người mà gần như là khai sinh ra tổ tiên của mình là mẹ Âu Cơ. Thứ hai đó là tiếng Việt là ngôn ngữ độc đáo duy nhất, không có giống đực. Những cái mẫu từ chính đều là chữ cái. Cái gì quan trọng nhất gọi là cái, cho nên cái tín ngưỡng mà dân gian thờ mẫu ở Nam Bộ là cái đặc trưng tiêu biểu mà chúng ta cũng nên có dịp tìm hiểu, trải nghiệm thêm. Đấy, rất là thú vị đúng không? Từ câu chuyện về lễ hội núi Bà mà có thể ai cũng biết, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết đằng sau đó còn rất nhiều những cái yếu tố về mặt văn hóa và tín ngưỡng đặc biệt như anh Mỹ vừa chia sẻ. Đấy, vậy thì Hải như anh nói là núi Bà Đen nó giống như một cái gì đấy rất là bình thường, thường ngày đối với người dân Tây Ninh là cứ Tết là đi núi Bà.
À, vậy thì từ cái ngày mà mình trở thành một nghệ sĩ đi, tức là có thể cũng đã đi biểu diễn nhiều, có thể đã thể hiện những câu chuyện về văn hóa dân tộc ở trên sân khấu, thì những cái câu chuyện ngày hôm nay của anh Mỹ ấy, nó khiến Hải hiểu thêm được điều gì về núi Bà Đen? Cũng rất là vui khi được hôm nay ngồi gần anh Mỹ để chia sẻ về Tây Ninh. Và mình cảm thấy như sau khi những cuộc chia sẻ của anh Mỹ ấy, thì em cảm thấy em như là một cái người miền khác mà trở về Tây Ninh để ngồi mà nghe tham quan á. Mình thấy mình thiếu sót nhiều quá. Cứ nghĩ là thì Tết thì cứ đến Bà Đen, rồi Tết thì đi Tòa Thánh, mà không có hiểu sâu xa hơn về cái ý nghĩa của những cái ngày Tết mà đến nơi đó. Sẵn đây thì chắc em phải hỏi nhờ anh Mỹ chia sẻ nữa quá, chứ em thì thật sự là mình hỏi về Tây Ninh thì chỉ đơn giản là đến thì đi du lịch thôi, trèo lên cáp treo này nọ thôi, chứ đâu có nghĩ sâu xa hơn nữa đâu. Vậy cho nên người ta mới nói cái câu rất là kinh điển trong câu thơ của nhà thơ Trần Lan Viên là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đến bỗng hóa tâm hồn. Tại vì khi ta ở đó ta thấy nó thân thuộc quá rồi, thấy bình thường quá rồi. Thì bánh tráng cũng ngon, thì muối tôm cũng ngon, thì Bà Đen cũng đẹp, Tòa Thánh cũng rất là hùng vĩ, nhưng mà mình quá quen nó rồi cho nên mình thấy nó cũng bình thường. Chỉ đến khi mà có một góc nhìn khác có thể là giúp mình hiểu thêm được nhiều hơn về cái nơi mình đang sống và nó trở thành tâm hồn, chính là như thế. Thì chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện về mảnh đất Tây Ninh ở góc độ là một điểm hẹn mùa xuân đi. Đó, thì chúng ta nói về núi Bà rồi. Thì nãy giờ chúng ta xem trong cái đoạn clip ngay từ đầu chương trình ấy là chúng ta thấy có rất nhiều những cái điểm thú vị và hấp dẫn về Tây Ninh. Thế là không phải chỉ có núi Bà Đen, có rất nhiều những địa danh lịch sử khác. Trước khi trả lời câu hỏi của Minh Đức, tôi vẫn muốn trở lại với Bà Đen một chút thôi. Tức là Bà Đen là cái chỗ mà để cầu cho quốc thái dân an, gia cang hạnh phúc và con người thêm nghị lực. Tôi lần đầu tiên tôi lên núi Bà Đen vào trong viễn cái hang chiến sĩ, tôi đọc được 10 cái lời khuyên và tôi giật mình. Tôi không nhớ nguyên văn nhưng mà đã ý thế này: ở đời không cầu sức khỏe, vì nếu không ốm đau bệnh tật thì tham vọng khôn lường. Công việc không cầu thuận lợi, vì nếu không gặp khó khăn thử thách thì không chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình. Trở lại vấn đề thì anh em du lịch chúng tôi đó, tổng kết du lịch Tây Ninh nó có mấy chữ. Thứ nhất là mấy chữ B. B đầu tiên là Bà Đen thì nói rồi. Cái B thứ hai đó là bánh canh. Và cái chữ B tiếp theo á, ngoài cái bánh canh thì còn chữ B nữa là bánh tráng phơi sương. Và chỉ có Tây Ninh mới có bánh tráng phơi sương thôi nha. Và người ta kể rằng đó, cái bánh tráng phơi sương nó được phát hiện một cách ngẫu nhiên do một cái lỗi của một cô dâu ở vùng khác về làm dâu cái vùng Trắng Bàng. Thì người ta khi người ta làm bánh người ta sẽ phơi nắng chứ, tối phải đem vô. Thì không biết cô dâu này mãi chơi sao quên mất đem bánh vô. Thì hôm sau thì người chồng rất là lo và cũng tìm cách lấp liếm đi, bảo rằng là vừa con nói với mẹ rằng vừa con là cố tình như thế thí nghiệm coi sao. Và lấy cái bánh tráng mà phơi qua một đêm như vậy đó, ăn thì nó thấy dẻo dẻo, có cái vị rất là khác. Và từ đó người ta thấy mở ra một cái phát minh mới, đó là bánh tráng phơi sương, lối kỹ thuật từ một cô dâu hát chơi, rất là thú vị. Rồi, có một cái chữ B tiếp theo mà hiện nay tôi nghĩ rằng người Tây Ninh chắc đã biết. Đó là Tây Ninh đang sở hữu một cái bảo tàng tư nhân ngay tại cửa khẩu Mộc Bài với cái hiện vật cực kỳ khổng lồ. Tôi chỉ nói một cái con số thôi, ví dụ như cái súng thần công của bảo tàng Tây Sơn, bảo tàng lớn về mặt lịch sử mà tương đối là lớn đó, thì chỉ có mấy khẩu thần công thôi. Riêng ở Tây Ninh có 27 khẩu thần công và rất nhiều cái hiện vật quý mà tôi nói nó ngồn ngồn, chỉ có điều là họ sắp xếp chưa được hợp lý lắm và chưa thành một cái điểm tham quan. Nếu biết khai thác thì tôi nghĩ đó sẽ một cái trọng điểm và Tây Ninh cũng phải biết tìm cách để khai thác. Như vậy là mấy chữ B rồi: Bà Đen là 1, bánh canh là 2, bánh tráng phơi sương là 3, bảo tàng là 4. Rồi hồi nãy là Đức mới nhắc tới. Thôi, cái này để cho em nói, cái này em biết. Dạ, cái này thuộc về ẩm thực. Cái nãy là thuộc về cái địa danh tham quan này nọ, chứ còn về cái này là em biết có hai chữ M. Đầu tiên là muối tôm. M thứ hai là mãng cầu. Thế không, cái nào mình biết cho em nói để cho em tham gia, để người ta nói mình người Tây Ninh không biết gì hết. Dạ. Đấy, nói về muối tôm ấy thì đúng như ta là khẳng định rằng muối tôm đúng là một đặc sản Tây Ninh. Đi đến đâu thì ghi là muối tôm Tây Ninh, mặc dù mình cũng thắc mắc là thì muối ở đâu chả có, tôm ở đâu chả có. Vậy tại sao lại chỉ từ Tây Ninh mà mới ra được cái muối tôm đặc sản đấy? Đến bây giờ hầu như là các quán ăn, không nói siêu thị nhà hàng, hầu như các quán ăn bình thường ấy mà có sử dụng muối tôm ấy là cũng đều nói là từ muối tôm từ Tây Ninh. Đó, thì mãng cầu thì cũng phổ biến rồi. Mình cũng không biết là cuối cùng thì ở đâu là người trồng mãng cầu nhiều, vì ở ngoài Bắc chẳng hạn có một cái vùng được coi là thủ đô mãng cầu dai, tức là Quảng Na, miền Bắc là huyện Chi Lăng ở Lạng Sơn. Thế còn trong Nam thì nghe nói là Tây Ninh. Thì bây giờ cái thắc mắc về muối tôm đấy, ai là người trả lời được cho Minh Đức đấy? Ai là từ đâu mà ra cái muối tôm đấy?
Thì theo em được biết thì muối tôm được làm từ muối và xay ra làm với tôm thì ra muối tôm. Còn cái công đoạn thì giao cho anh Mỹ Mỹ giúp em nói. Thật ra cũng rất là thú vị khi nếu chúng ta biết rằng kinh cha đẻ của cái muối tôm hiện nay vẫn còn sống ở Tràng Bạc. Cô này tên là Mỹ Vân. Năm 1968, lúc đó chiến tranh ác liệt lắm, thì cô Vân lúc đó khoảng 10 tuổi. Và những cái vùng giáp ranh thì đồ ăn khó khăn lắm. Thì ba cô Vân lúc đó là đi xúc tép. Và khi xúc tép về làm đồ ăn, ăn không hết thì cô này mới tiếc của. Con gái đảm đang lắm. Cho nên là không biết làm sao cả thì phơi khô ra. Rồi cho một chút muối và một chút đường, hồi đó không có bột ngọt, để dành ăn những cái lúc mà không có gì ăn cả. Thì cái món đó là hết sức dân dã nhà nghèo. Nhưng mà khi mà du lịch phát triển thì tự nhiên người ta lại nhớ tới những cái món hồi xưa gian khổ. Thì người ta chế biến lại và thay vì hồi xưa là con tép thì bây giờ người ta lấy con tôm. Và bây giờ thì có tức là mấy chục loại ấy, nếu mà đi vào một cái quầy muối ở siêu thị chẳng hạn thì thấy là cái khu mà bán muối mà chỉ riêng những thứ mà đặc sản ở Tây Ninh ấy, tức là mấy chục loại muối tôm khác nhau ấy, và rất là hấp dẫn luôn ấy. Cho nên tôi vẫn muốn cái muối tôm mình phải tìm cách giữ lại cái thương hiệu chất lượng, chứ không thể để cho đại trà để ai cũng làm muối tôm được thì nó rất là khó. Và Mỹ Vân là một trong những thương hiệu muối tôm hiện nay cũng khá nổi tiếng. Và tôi nhắc lại, tác giả của nó sẵn sàng ngồi kể lại những cái chuyện hồi xưa. Còn việc tiếp theo là Mãng Cầu thì thật ra phải khẳng định một điều, Tây Ninh là thủ đô Mãng Cầu, 6.000 hecta quanh núi Bà Đen, và nhờ những cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, phù sa ở trên nó rớt xuống, cho nên là cái Mãng Cầu ở Tây Ninh rất riêng nha. Và trước đây thì Mãng Cầu chỉ có được một mùa thôi, nhưng mà gần đây thì Mãng Cầu ra trái quanh năm. Mãng Cầu Tây Ninh cũng được xác định là thương hiệu quốc gia. À, đấy, tức là chúng ta hãy nhớ rằng là việc mà đi du lịch đến một nơi nào đó và xem cảnh vật hay nhìn những gì nó diễn ra trước mắt mình ấy, thì là một điều rất là bình thường và càng ngày càng dễ dàng rồi. Nhưng mà để biết được những câu chuyện đằng sau đó mới là thú vị. Thì đấy, chúng ta đang trò chuyện về Tây Ninh như là một cái điểm đến của những chuyến du xuân. Thì đấy, chúng ta đã có 4B rồi này, đã có 2M rồi này. Đấy, thì mọi người hãy gợi ý đi. Hải này hay anh Mỹ hãy gợi ý thêm cho Minh Đức và khán giả truyền hình thêm những chữ cái mà nhắc đến nó chúng ta sẽ nhớ ngay ra được những cái địa danh hay là những cái sản vật hay những cái lựa chọn về du lịch thú vị của Tây Ninh mình đi. Thì cũng giống như hồi nãy, em cũng sẽ biết hai cái chữ mà quý vị nhắc tới là quý vị sẽ biết luôn. Hai chữ T, và đó là Tòa Thánh và Trung ương Cục Miền Nam. Và để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ tìm hiểu Mỹ. Đấy, thưa quý vị, ngày hôm nay câu chuyện của chúng tôi rất là vui, bởi vì thực ra nó sẽ xoay quanh một cái nhân vật rất là thú vị, đó chính là anh Nguyễn Văn Mỹ. Đó, thì anh ấy chia sẻ là những cái điều mà anh thấy thú vị, thấy hấp dẫn, và những cái trải nghiệm mà anh đã từng có ở Tây Ninh đến mức mà anh cảm thấy là mình không thể nào mà không chia sẻ với mọi người được. Hoàng Hải vừa nhắc đến hai chữ T. Dạ. Đó là Tòa Thánh Tây Ninh, thứ hai là Trung ương Cục. Ngoài Bà Đen thì Tây Ninh còn những cái nét rất đáng yêu mà khách du lịch không thể bỏ qua. Tòa Thánh là một cái kiến trúc vừa mang dáng dấp của châu Âu, vừa mang cái nét truyền thống của Á Đông, sắc sảo và tinh tế, và tới đó mình mới cảm nhận hết được. Còn cái việc thứ hai là Trung ương Cục Miền Nam. Hồi nãy tôi có nói đó là thủ đô của cách mạng. Và khi mình vào, mình tham quan cái cơ sở nó nằm ngay sát biên giới, mình tìm hiểu những cái hầm làm việc, rồi chiến đấu, kể cả cái trạm xã của lãnh đạo ở đó. Đặc biệt có một điều thú vị là nếu tới Trung ương Cục thì phải được ăn cơm kháng chiến hồi xưa. Những cái món mà bây giờ mình rất khó kiếm, độc đáo dân dã từ núi rừng ở đó thôi. Thì chắc chắn rằng nó sẽ có thêm những cái trải nghiệm để mình hiểu hơn cái giá trị mà cái hòa bình mà hiện nay chúng ta đang có. Những cái điều đó tôi nhắc lại, phải đi thực tế thì mới trải nghiệm được. Chứ còn mình nói thì cũng không thể kể hết được đâu. Nay em cảm thấy mình bị tủi thân á. Kiểu mình vào đây mà mình ngồi mình chỉ tìm hiểu thôi, chứ thật ra mình cũng không biết nói cái gì luôn, thật sự luôn á anh Đức. Sẽ có cách để em bày tỏ sự tự hào. Trời của mình. Em tự hào. Em muốn để em được bày tỏ cái sự tự hào của em mà thật sự em tỏ ra thì anh Mỹ kế bên, anh Mỹ quá nhiều luôn, anh Mỹ có quá nhiều dự kiện và dữ liệu luôn, còn em thì không có gì hết. Thì nãy giờ chúng ta chia sẻ rất nhiều về những cái trải nghiệm, những cái cơ hội với du lịch của Tây Ninh. Vậy thì với tất cả những cái lợi thế như thế thì phải chăng Tây Ninh có nên đi theo những cái nơi khác, tức là phát triển những cái dự án du lịch đồ sộ hay là quy mô? Thì về Tây Ninh thì tôi nghĩ rằng là có thể làm mấy việc. Trước mắt, tại sao chúng ta không tổ chức cái tour leo chinh phục núi Bà Đen vào đầu xuân dành cho khách du lịch? Ở đây không ăn thua,
nhưng mà mình leo núi để mình trải nghiệm, để mình rèn luyện sức khỏe, tức là chinh phục đỉnh cao những cái khát vọng đầu năm, và mình lấy khách du lịch làm trọng tâm, có thêm người dân địa phương, công ty nào đi nhiều mình có thể cho những giải thưởng, những người nhỏ tuổi nhất, người lớn tuổi nhất, người ở xa nhất, vân vân. Tại sao bà Rã họ làm, bà Rã ở Bình Phước, tại sao tàu cũ họ làm? Mà Tây Ninh, tôi nhắc lại, ngọn núi cao nhất Nam Bộ, ai lên đó mình sẽ tặng một cái giấy chứng nhận là đã chinh phục núi Bà Đen đầu năm. Không cần cái chuyện mà thời gian những ít nhất vượt qua chính mình thôi. Cái việc thứ hai mà Hải vừa nhắc tới, theo tôi biết hiện nay thì Tây Ninh có cái dự án lớn, và họ sẽ có những cái khách sạn cao cấp 5 sao, có những cái eco farm rất lớn, và những cái tập đoàn đi tới đâu thì nó làm thay đổi diện mạo du lịch tới đó. Dĩ nhiên là cái sơ đồ du lịch nó sẽ theo cái hình tam giác. Bên cạnh những cái tập đoàn lớn như vậy đó thì rất cần những cái loài thấp hơn, và đã gọi là du lịch thì phải qua đêm. Cho nên nếu người ta lên Tây Ninh xong người ta đi về thì không ăn thua. Cái thứ hai là nếu có dịp lên Tây Ninh thì tôi muốn mọi người dành một chút thời gian chạy một cái vòng xung quanh núi Bà Đen. Tôi đã đạp xe đạp rồi, 22 cây số, cảnh đẹp lắm, nhiều hơn mình tưởng. Nó có rất nhiều cái thứ, mà nó có cả những cái trang trại nuôi bò, nó có cả những cái vườn cây Nam Bộ chứ không phải chỉ có Hoàng Cầu không. Rồi nó có sông, có thác, nhiều thứ lắm. Cho nên là như vậy thì tôi đang rất muốn là gì, xung quanh cái núi Bà Đen nó sẽ mọc lên những cái homestay đúng nghĩa, không phải cái homestay từ phát lâu nay đang làm tới đâu thất bại tới đó. Mấy homestay chuẩn ASEAN, nếu biết cách làm thì tôi nghĩ rằng Tây Ninh sẽ trở thành cái điểm sáng du lịch. Nhưng mà cái điều tôi muốn Tây Ninh, người Tây Ninh phải, cái này thì từ dân Tây Ninh trong nó có Hải nha, phải quyết định lấy, không tốn tiền, đó là chúng ta thay đổi thái độ và tinh thần phục vụ. Người Tây Ninh cười nhiều hơn, khách tới là cười vui vẻ, gặp ai cũng chào hỏi, thì cái đó là đâu có tốn tiền, tức là thái độ và tinh thần phục vụ. Thứ hai là từ mình, tức là làm sao người Tây Ninh phải yêu Tây Ninh hơn, để làm gì, để biết thật rõ những cái điểm của mình thì mình mới có thể thuyết phục khách tới được. Và với cái khoảng cách khoảng 100 km, đường cao tốc sắp mở rồi, thì tương lai 1 tiếng đồng hồ là lên tới Tây Ninh rồi. Cách đó có 12 cây số lên Bà Đen, chúng ta ở xung quanh núi cũng được, còn leo lên núi ở càng sướng, có những cái kính viễn vọng mình nhìn xuống tới mũi Cà Mau các bạn, thì những cái đó không ở đâu có được. Câu chuyện ngày đầu xuân như thế này thì có thể là trong khuôn khổ hạn hẹp thì vẫn chưa thể nào mà gọi cho chúng tôi thỏa sức được kể những cái gì mà mình thích, mình biết về Tây Ninh, nhưng mà cũng là một cái dịp để chúng tôi chia sẻ những gì mà mình yêu thích về một miền đất mà chúng ta ai cũng nghe thấy nó rất là gần gũi. Hàng năm, cứ vào đúng ngày mùng 4 Tết, lễ khai mạc hồi xuân núi Bà Đen lại được long trọng tổ chức trong khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, hành hương, và đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của khu du lịch núi Bà Đen nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung. Hội xuân núi Bà Đen là niềm tự hào của người dân Tây Ninh về một hoạt động văn hóa mang tính chất riêng biệt. Lễ khai mạc hội xuân núi Bà Đen không thể thiếu màn múa trống hội, múa lân sư rồng độc đáo cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn quan trọng của lễ khai mạc hàng năm là màn bắn pháo hoa nghệ thuật hấp dẫn, đẹp mắt, kéo dài gần 15 phút, luôn nhận được sự quan tâm và tán thưởng từ người dân địa phương cũng như du khách đến dự đêm khai mạc hội xuân. Trong khuôn khổ lễ hội còn nhiều hoạt động như lễ hội cúng sao cầu an cầu phước cho bá tánh, lễ hội truyền thống đồng kim quan, lễ hội tôn giáo, lễ quý kỵ liệt sĩ tổ sư chùa núi Bà, cùng các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phục vụ trong tháng hội xuân. Tết Canh Tý năm 2020, lễ khai mạc hội xuân núi Bà Đen có chủ đề Hương sắc Tây Ninh với chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng tại khu vực sân lễ hội. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu ban tổ chức hội xuân thực hiện tốt công tác tổ chức, hạn chế tối đa các thiếu sót. Ngành chức năng cần nghiên cứu phân luồng giao thông thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực sân lễ và xung quanh sau khi kết thúc lễ khai mạc. Đồng thời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhắc nhở các hộ kinh doanh công khai minh bạch giá cả, bán hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tất cả vì một lễ hội văn minh.
Hội Xuân Núi Bà Đen năm Canh Tý 2020 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ mùng 1, ngày đầu xuân Canh Tý. Ngoài ra, Hội Xuân còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc như múa, ca nhạc, đờn ca tài tử, cải lương, các trò chơi dân gian, diễn ra từ mùng 6 đến ngày 29 tháng Giêng tại khu vực sân lễ hội Núi Bà Đen. Hội Xuân là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Tây Ninh, thu hút đông đảo du khách đến tham dự. Đây là dịp để người dân cùng ôn lại những truyền thống văn hóa, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với người dân cả nước. Kính thưa quý vị, để khép lại nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả Tây Ninh và quý du khách thập phương lời mời hãy cùng đến với Tây Ninh du xuân và đặc biệt là tham dự lễ hội Xuân Núi Bà 2020 sẽ khai mạc vào tối ngày 4 tháng Giêng âm lịch. Quý vị hãy đến và cảm nhận những nét đẹp của vùng đất Tây Ninh và cả những điều thú vị mà con người Tây Ninh mang đến nữa. Ở đây có một người Tây Ninh đây và là một nghệ sĩ cải lương. Sẽ là một điều không hoàn hảo, sẽ là một điều thiếu sót nếu như chúng ta không cùng nghe một vài giai điệu ngày xuân từ tiếng hát rất ngọt ngào của Hoàng Hải. Dạ, bây giờ thì đến sở trường của em đây. Dạ, thì để cho cái mùa xuân được vui hơn với những câu chúc Hoàng Hải thông qua một cái lý đi. Một cái lý để chúc cho quý vị vào dịp đầu năm mới nha. Bây giờ em xin hát đây. Đón xuân sang an lành, chúc người gần xa, chúc cho muôn nhà mọi điều nó ấm. Ngày đầu xuân lúa vàng quăng bông, chào mùa xuân mới qua nở tươi đường. Về xuân mới đón xuân sang, tình xuân thắm nồng. Ngày đầu xuân lứa đôi yên bình, ngày đầu xuân lứa đôi trao tình. Vâng, ngày đầu xuân lứa đôi an bình, đấy cũng là lời chúc mà Minh Đức và những người làm chương trình muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Thì một lần nữa, Minh Đức xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị có những ngày xuân thật hạnh phúc, bình yên và nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.